chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, trời ơi, mình xem chùa quay đi, trời đất ơi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Cô đang dành cho ai đây bao nhiêu tấn tư tặng hoa phai? Ê, trời ơi, ông bán bò, ố lộn, ông bán kem chuyển sang đi chăn bò luôn rồi hả? Ê, thầy Hero Quay hả? Trời ơi, phải chuyển sang giữ bò thôi, chứ không thấy mùa đông có ai ăn kem không? À, hai con bò của ông một ngày lấy được mấy lít sữa vậy ông bán kem? Cái gì? Ông muốn hỏi con nào? Ông muốn hỏi là con bò trắng hay là cái con bò vàng phía sau lưng tôi? À, con bò trắng này nè, ăn nhiêu? Con bò trắng này ngày lấy được 2 lít sữa. Rồi con bò vàng này ngày lấy được nhiêu? Con bò vàng này cũng giống vậy luôn, 2 lít luôn. Trời ơi. Vậy cần phân biệt con bò vàng với con bò trắng chi cho nó mất thời gian vậy trời? Tại vì cái con bò trắng này nó ăn cỏ. Rồi cái con bò vàng đó nó ăn cái gì? Con bò vàng này nó cũng ăn cỏ luôn. Trời ơi, ông bán kem ông đang chọc tức tôi hả? Tôi hỏi vậy để dễ phân biệt chứ con bò trắng này là con bò của tôi. Rồi con bò vàng này là con bò của ai? Nó cũng là con bò của tôi luôn. Trời ơi. Trời, mấy đứa trong lớp mình bây giờ nó đam mê học online luôn hả ta? Ê, mấy đứa đang làm gì vậy? Trời, làm gì mà bu đen ở đây chơi nhảy học online hả? Dạ không có, tụi em đang chơi game. Trời ơi, làm tưởng đâu tụi nó đang chăm chỉ học hành chứ. Tụi em đang tập trung nghiên cứu để coi cách nào mà mình dễ tiếp cận được với Hugi á thầy. Tiếp cận với Hugi hả? Dạ đúng rồi, tụi em nghiên cứu được vài cách rồi nè thầy. Bây giờ tụi em sẽ vào game và làm cho thầy coi. Ý tưởng hay, hảo hán, cứ vậy mà làm. Dạ, thầy coi em nè, em chỉ làm một lần duy nhất thôi nè. Cái đây mày, cái đây, cái đây. Ôi trời ơi, trời. Ê, nhảy, cái đây, cái đây. Ôi ơi, nó khóa cái cửa này lại, thầy ơi. À, kìa. Rồi rồi, tao sai, dạ, cái đó là lỗi của tao. Ai dạ, gì chơi khóa cửa mà không đó. Ủa, gì đứng nghe rồi. Ôi bạn ơi, đưa theo mình đi bạn ơi. Bạn ơi, bạn bị gì bạn đứng hình mất 5 giây rồi. À, chắc là nó thấy nó có lỗi với em á Jimmy ơi. Tại hồi nãy em nói là em sẽ chạy lên đường kia mà nó lỡ đóng cửa lại á, nên giờ nó đứng yên kìa. Rồi vậy là bạn thấy bạn có lỗi với tôi đúng không? Rồi bây giờ bạn chỉ cần đứng em đó đi. Tôi lại tôi nghiên cứu coi bạn bên trong bạn là cái gì mà bạn có thể đuổi theo được tôi vậy. Có khi nào mà thằng Enderman nó trốn trong này nó trôn mượn ta. Dạ tụi em vừa nghiên cứu ra được mấy cách tiếp cận phút ghi mới rồi nè thầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy con mèo ra để mở cánh cửa của Hugi thôi nào. Mèo méo méo mèo méo. Trong cái phim mà GHS nó làm á thầy, con mèo này là chính là cái cô bé trong cái chạy mồ côi nè thầy. Cái đó là farm nó làm thôi, ngoại truyện thôi, cho hấp dẫn thôi, chứ hình như là con mèo này không có gì hết trơn á. Em cũng không biết nữa nhưng mà trong phim nó là vậy. Còn trong game thì con mèo này là chính là chìa khóa để mở cửa cho Hugi. Đây, em Bitman và Ma Xương Trắng đã cùng nhau lên mạng nghiên cứu rồi thầy. Nói chung là đi coi người ta làm rồi mình làm theo. Đó, là mình sẽ kéo cái thùng này qua. Hồi mà Hugi nó ra thầy, cái mình leo qua bên này mình chạy. Ủa sao em nói là tiếp cận Hugi mà sao bỏ chạy? Thầy cứ từ từ bình tĩnh. Hồi em bỏ chạy xong rồi em sẽ giải thích cho thầy nghe. Đó, sẽ đứng rất là gần Hugi luôn. Ấy ấy trời ơi, sao cái này nó bay dữ vậy ta? Ủa, cũng cái hộp này nặng vậy. Rồi để đá cái thùng này qua bên đó coi. Đó. Rồi, rồi rồi. Để thử lên được chưa? Rồi được rồi, ok rồi, ok rồi. Good job rồi thầy ơi. Triển khai thôi. Lôi mấy cái thùng này qua để cản chân được Hugi. Đó, cản chân nó lại được cái nào hay cái đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô trống để mời Hugi ra đây thôi anh em ơi. Hello, welcome to the mệt, con mệt, nhưng mà con không được dừng lại. Mệt. Đó, đó, thầy thấy em nói chưa? Bây giờ Hugi đã dừng lại rồi đó. Thầy có thể tiếp cận được Hugi rồi đó thầy.
tiếp cận là phải lại gần, phải chạm được Hugi chứ, sao đứng xa vậy mà tiếp cận vậy? Thì ít nhất gì Hugi cũng không ngược mình chạy xịt khói á thầy. Nó còn đứng đây nè. Trời ơi, Hugi đứng ở ngoài đó, còn em đứng ở trong này thì có gì đâu vui zombie. Vậy là thầy muốn vui đúng không? Ok, em sẽ cho thầy vui lần cuối của cuộc đời. Từ từ chờ em xíu nha. Rồi, em đã lên được trên cao rồi nè thầy. Đây, 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 Hugi. Hugi, nó thấy nó cười kìa đó. À, thì ra mày chọn cái chết. Đó rồi thầy, thầy thấy vui chưa thầy? Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui. Lần này đến lượt em rồi thầy, thầy cứ yên tâm đi, em sẽ không đem lại niềm vui bất ngờ như zombie cho thầy đâu. Rồi, em sẽ từ từ và bình tĩnh. Em kéo cái thùng này xuống. Rồi, ok luôn thầy. Thấy không, em làm nhanh gọn lẹ không? Trời ơi, tôi bị bệnh tim mà nó nhảy ngay con Hugi, nó nhảy ngay cái miệng nó luôn. Làm tôi muốn gớt trái tim ra ngoài luôn vậy. Thầy thương em lắm á Dương My. Em đâu có biết đâu, thầy nói thầy muốn niềm vui thì em thấy vậy vui, em đâu biết gì. Rồi mọi người ơi, mọi người xem mình à, tập trung xem mình à mọi người ơi. Đâu rồi, còn cái hộp nó đâu rồi ta? Ủa, sao thiếu một cái hộp rồi ta? Rồi chắc Hugi đem giấu rồi, sợ mình lấy nó đem giấu rồi thầy. Ra đây bạn ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, giữ luôn. Này, búa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Đó, thầy thấy chưa, lần này Hugi nó ra gần đây hơn rồi nè thầy. Đó, giờ thầy đứng trên này là thầy có thể chạm vào nó rồi nè. Ơi trời, bạn trẻ ơi. Hay lắm mà Sương Đen, vậy mới gọi là tiếp cận Hugi nè. Chúng ta đứng kế bên Hugi luôn, rất là gần nó luôn, đó. Thầy đừng nhảy nhảy rồi nhảy nhảy họ rớt trong miệng nó nữa vợ thầy. Rồi em cứ yên tâm đi, có một mình em chơi ngu lấy tiếng chứ không ai chơi vậy đâu. Rồi thấy không, ta đứng cách xa ra giống như mình đi sở thú vậy nè. Không, không phải đi sở thú mà là đi tham quan công viên khủng long thời tiền sử. Đó, con này là Megalodon. Trời ơi, Megalodon là con cá mập mà thầy. Thầy cá mập nào mà lên bờ. Ủa, vậy hả, vậy thôi đi. Đó, bây giờ mình đang lên trên cao nè mấy đứa. Lên cao nữa đi. Đó, thầy sẽ bắt cua cho mấy đứa coi. Đó, ở dưới anh nhìn mình kìa. Thầy sẽ trổ tài bắt cua cho mấy đứa coi nè. Đây, 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 thầy qua bên này cái. Đó, rồi. Để coi có đường nào xuống không. Đây, 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 có cái ống nè, có cái ống nè. Thầy sẽ xuống cái ống này. Đó. Nè, ghê chưa, thầy bắt cua là phải chuẩn mới đỉnh chứ. Ê. À, thì ra mày chọn cái chết. Bình tĩnh mấy đứa ơi, trời ơi, khả năng bắt cua của thầy là không có ai có thể bắt được thầy đâu. Này, đây, đây, đây. Ủa, cái này không được, này nặng quá. À, dưới này còn cái ống nữa nè, thầy sẽ xuống dưới cái ống này. Đó, thấy chưa, Hugi nó đâu có qua bên này được. Dạ, dạ, dạ. Ok. Ê, trời ơi, hết hồn con chim sẻ luôn mấy đứa ơi. Ê, bạn chỉ đứng ở dưới đó được thôi hả Hugi ơi. Thôi giật kìa, giật kìa, giật kìa. Nó muốn ăn thịt thầy á mấy đứa. Em thấy chuẩn bị đi thỉnh kinh nữa rồi thầy ơi. Thầy xuống ống nhỏ rồi hồi sau lên được ống lớn chứ thầy. À, thầy nghĩ là tới cái giai đoạn này thì chỉ có chạy là thượng sách thôi. Năm mơ đến năm năm là còn chưa sợ. Đành làm liều một phen với mấy đứa ơi. Lên đường mấy đứa ơi, mừng quá. Hình như là Hugi nó chưa ăn cơm hay sao á mấy đứa ơi, nó đi chậm rì à. Nè thầy nè, qua đây nè, qua đây à, đúng rồi, qua đây, qua gần thêm xíu nữa à. Để em kéo cái thùng bự này qua nha thầy. Sắp lật là được rồi. Đó, mình kéo cái thùng bự này, cái mình nhảy qua bên kia một cái một là được rồi thầy. Đó, lên nè. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tất cả là tại thằng Ma Sương Đen. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, đúng. Rồi, em đã có chỗ trốn mới rồi thầy ơi. Mình leo lên trên này thì Hugi sẽ không có bước qua bên này được á thầy. Đó, phía sau này em mới vừa phát hiện ra luôn á thầy. Đây, đây, nhưng mà không leo lên chỗ đỏ đỏ này được. Chỉ leo tới đây được thôi à. Ok, thầy thấy là leo lên này là an toàn hơn là chạy qua bên chỗ hàng rào bên kia mấy đứa. Này, để thử coi Hugi nó có gượt được không nha. Dạ, để cứ từ từ thầy. Em giờ kéo thêm một cái thùng nữa qua, em chắp lên thử coi leo lên cái màu đỏ được không thầy. Nếu mà leo lên được thì chúng ta sẽ trở thành siêu cấp vũ trụ. Đó, trùm bắt cua, chúa tể của những cung đường. Này, 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 lên, 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 đó. Để em leo thử nha. Rồi, hey, hey. Không được thầy ơi, nó bị ngăn chặn bởi một cái thế lực ngầm gì rồi thầy ơi.
không leo lên được. Rồi thôi kệ đi, chấp nhận số phận đi. Mình leo lên trên này được là ok rồi. Nha, kêu Hugi ra đi. Dạ dạ. Lần này lần đầu tiên em phát hiện ra luôn á. Em chưa kịp coi mấy cái kênh khác nữa thầy. Không biết là Hugi nó có đuổi theo được không nha. Hảo huynh đệ ơi, Hảo huynh đệ có nhà cơ không? Hảo huynh đệ. Từ từ, trời. Lần này là nó muốn bay ra nó ôm mình luôn á thầy. Ủa nó đâu rồi, Rồi leo lên. Rồi. Ê, trời ơi. Ủa, trời ơi đi chậm vậy. Hảo huynh đệ đi chậm vậy. Hugi nó không ngừng lại có nghĩa là nó đã phát hiện mình rồi đó. Mấy đứa ơi chạy đi. Trời ơi nó chạy đi, đừng có đứng đây nữa. Trời ơi con... Vậy là mình đã thành công rồi. Hugi nó không có bước qua đây được. Rồi bây giờ tới công chuyện luôn bạn trẻ ơi. Hảo huynh đệ đứng đó đi nha. Mình sẽ đi khám phá mấy cái chỗ bên này. Đây cái chỗ đằng sau là cái chỗ mà bữa nó không cho mình leo qua nè thầy. Nằm nếp nó nhảy xuống dưới luôn á thầy. Đó bây giờ mình đi được rồi nè. Wow, cái dây chuyền ở phía sau. Ở phía này có một cái đường rãnh nè. À, mình qua bên này thì không được. Đường này đi cũng không được luôn. Trời ơi. Em ráng chui qua coi zombie, chui qua được mà. Trời. Ok kìa. Lên. Lên mấy đứa ơi, lên. Không được nha. Mình qua đó nó phát hiện mình nha mấy đứa. Trời ơi. Mình qua đó nó phát hiện mình. À, anh kìa. À, anh đẹp trai quá trời luôn rồi. Vậy là chúng ta đang nghiên cứu ra được ba chỗ để Hugi không ngược chúng ta được nữa mấy đứa. Đó, mấy đứa có biết chỗ nào nữa thì chỉ cho thầy với nha. Đó, rồi Hugi nó đâu rồi? Ra đây bạn ơi, bước ra đi. À, đúng rồi. À, mấy đứa có biết chỗ nào trốn Hugi cho nó không ngược nữa thì bình luận cho thầy biết nha. Thầy sẽ làm cho mấy đứa coi, thử nghiệm. Đó. Đây sẽ là cái chỗ mà mình tiếp cận Hugi gần nhất luôn nè thầy. Thầy xuống dưới chỗ cái ống này đi. Đó, cho Hugi lại gần. Bước qua đây bạn ơi. Ê, từ, thầy bước ra nhẹ xíu thôi. Đó. Trời ơi, có an toàn không vậy? Dạ, tất nhiên là có rồi. Thầy chỉ cần nhích nhẹ cái là Hugi nó nhích nhẹ cái rồi thầy. Thầy làm thử rồi. Thầy bước nhẹ ra cái. Đó, thấy chưa, thầy thấy chưa? Trời ơi, cái này giống nhảy hít hớp quá. Để thầy nhảy thêm cái nữa nha. Trời ơi.